Hey, chào Xin chào tất cả các bạn. Nhật Ngữ Hoa Sen đã quay trở lại đây. Và hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục học ngữ pháp của N4. Và trước khi vào học ngữ mẫu ngữ pháp mới, chúng ta cùng nhau xem qua một bức ảnh. hãy thôi các bạn nhìn thấy đây là gì, các bạn? Đúng rồi, đây là chương trình dự báo thời tiết trên Kyoto Và hôm qua mình đã xem chương trình dự báo thời tiết và họ đã nói rằng là sao, các bạn? Họ đã nói rằng là ngày mai là sao? ngày mai trời nắng các bạn ha nên mình đã có cái gì sự suy đoán và mình sẽ nói cho bạn bè mình nghe là nói như thế nào các bạn đúng rồi ha có lẽ là sao ngày mai nhất định trời sẽ nắng ha các bạn ha đó là cái sự suy đoán của mình khi là gì hôm qua mình đã nghe một cái bạn cái bài dự báo thời tiết các bạn ha ở trên tv và chúng ta sẽ có mẫu câu gì các bạn đúng rồi chúng ta sẽ có mẫu câu là asta wa kito hareru de sho hay mochi do sai asta wa kito hareru de hay câu này gì sao các bạn đúng rồi ha có lẽ là nhất định ngày mai trời sẽ nắng các bạn ha cái này là mình nói cái sự suy đoán phỏng đoán của mình với bạn của mình nghe ha các bạn ha it is hay rất là đơn giản đúng không các bạn hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu mẫu cấu trúc đề hay rồi để hiểu rõ hơn nữa mẫu cấu trúc đề này chúng ta cùng nhau đi vào phần cấu trúc hay rồi cái mẫu cấu trúc đề này thì chúng ta cộng với fuzuke ha các bạn ha và nếu là tính từ đuôi na và danh từ thì chúng ta sẽ bỏ không thêm đa mà chúng ta vẫn giữ nguyên là gì các bạn đúng mà vẫn giữ nguyên tính từ đó thay hen hay gì đó các bạn ha và danh từ thì chúng ta cũng không thêm gì và chúng ta giữ nguyên cộng cho the hay it rồi ý nghĩa của nó là gì các bạn đúng rồi ý nghĩa của nó là có lẽ là hay các bạn ha it is rồi cách dùng của nó là gì các bạn biểu thị biểu thị sự suy đoán phỏng đoán thường được sử dụng chung với tha hoặc là kito Kito hồi nãy giống như có ví dụ là gì các bạn? Đúng rồi, hồi nãy mình nói là Asta ừ, hareru Có lẽ là nhất định ngày mai trời sẽ nắng Vì sao các bạn? Đúng rồi ha, vì hôm qua mình có xem chương trình Chiều báo thời tiết Và khi người nói muốn sao các bạn? Muốn biết suy luận của người nghe ha các bạn ha Thì các bạn nhớ chú ý dùng mình cái cách dùng của mẫu cấu trúc deso này Hay itesuka Và để hiểu rõ hơn nữa thì chúng ta cùng nhau đi qua phần ví dụ ấy Kono là Classic Ôi các bạn nhìn vào cái khung cảnh này đang ở đâu đúng không các bạn? Đúng rồi đang ở bệnh viện các bạn ha và bác sĩ đã nói là cái sao các bạn đúng rồi các bạn nhìn thấy mấy cái viên thuốc cười thì bác sĩ đã nói là ừ, có lẽ là sao các bạn nếu mà uống sao uống xong cái thuốc này thì sao các bạn sau khi uống cái thuốc này có lẽ là sẽ khỏi bệnh liền đó ha các bạn ha đó, đây là sự gì ừ, suy đoán của bác sĩ ha các bạn ha rồi thì chúng ta sẽ có mẫu câu gì nào đúng rồi chúng ta sẽ có mẫu câu lá. Cứ là sửa chữa. はい、もう一度言っ là các bạn nhìn vào mẫu có các bạn nhìn vào cái bức tranh này thì các bạn nhìn thấy đây là cái môi trường gì đây các bạn? Đúng không? Đây là trong cái môi trường công ty. Thì cái anh nhân viên này đây như thế nào các bạn? Đúng không? Anh nhân viên này đang muốn như em muốn gặp sếp của mình nhưng mà anh ấy là gì suy đoán là buổi chiều có cuộc họp nên là sếp của mình có thể bận nên là có thể không gặp được hả các bạn ha thì đây là cái sự suy đoán của anh ấy đúng không các bạn suy đoán phỏng đoán của anh ấy thì chúng ta sẽ có mẫu câu gì nào đúng rồi chúng ta sẽ có mẫu câu là google và kaigi deskara bucho và hay thì chúng ta sẽ đổi thành mẫu câu đề này như thế nào các bạn đúng rồi chúng ta sẽ có mẫu câu là rồi, con này dịch sao các bạn? Đúng rồi, câu này dịch là um, vì buổi chiều có cuộc họp nên là có lẽ là sếp sẽ bận ha các bạn ha, sếp bận. Ngay là sự suy đoán của anh nhân viên đúng không các bạn? Ngay rất là đơn giản các bạn ha. Hay, ôi các bạn nhìn vào cái bức tranh này hay của nội, mày vời sai. các bạn nhìn vào bức tranh này thì sao các bạn? đúng rồi ha, có tuyết đúng không các bạn? thì sao? vô được qua Yukia Fritmas đúng không các bạn? thì hôm nay mình thấy là vì sao? Ờ, buổi chiều trời lạnh quá, đúng không các bạn? trời rất là lạnh luôn nên là mình suy đoán, phỏng đoán là ừ, có lẽ là buổi tối trời sẽ có tuyết rơi đúng không các bạn? thì chúng ta sẽ có mẫu câu gì nào? đúng rồi. Thì chúng ta sẽ có mẫu câu là YORU WA YUKI GA FURU DESHO Hay là sai YORU WA YUKI GA FURU DESHO Hay Là sao các bạn? Đúng rồi ha Có lẽ là Buổi tối trời Sẽ có tiếc rồi ha các bạn ha Rất là đơn giản ha các bạn ha Đây là sự phỏng đoán của mình thôi Chứ mình chưa có Biết chắc ha các bạn Rồi SIGINONEN SHUSHIMASO Rồi Các bạn nhìn vào cái bức tranh này thì Ừ bạn này như thế nào đúng rồi đây là trường đại học ha đại học gạp... thì bạn này có cái sự suy đoán là gì ừ, có lẽ là sẽ ờ, đậu đại học các bạn ha thì chúng ta sẽ có mẫu câu gì nào đúng rồi hay bởi vì sao các bạn ừ, taksan benko shimas takara đại gặp cực ni go thì chúng ta sẽ chuyển như thế nào các bạn đúng rồi ha thì go shimas thì chúng ta sẽ chuyển thành go gặp cực hay thì câu này giờ sao các bạn đúng rồi ha Chính xác. thì chúng ta sẽ có mẫu câu là Takusan benkyou shimashita kara daigaku ni gogaku suru deshou. Ừ, bởi vì đã học rất là nhiều rồi nên là sao ừ, mình có sự suy đoán là gì? Ừ, sẽ bạn sẽ đậu đại học đó. À, các bạn ha, có thể là bạn sẽ đậu đại học đó. bởi vì học rất là nhiều rồi nên là bạn sẽ đậu có thể là bạn sẽ đậu đại học đó. rất là đơn giản đúng không các bạn? hãy một lần nữa để các bạn xem. Takusan benkyou shimashita kara daigaku ni gogaku suru deshou rất là đơn giản thôi các bạn ha Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay và để củng cố cái mẫu cấu trúc này thì mình có để cái link bài tập ở phía dưới và các bạn hãy nhớ làm bài tập nếu bạn nào làm được 100 điểm thì bạn đó sẽ được một điểm tích lũy cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay mata kondo negashimasu